Dạ vâng, cơ sở vật tư ngành ong Hải Đăng lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì như các bác cũng biết ấy, để hoàn thiện nên được một chiếc thùng ong thì nó rất là nhiều công đoạn. Công đoạn đầu tiên là phải chọn lựa được những cái gỗ tốt. Đấy, ví dụ như là cái gỗ gạo này các bác này. Đấy, cây gỗ gạo thì nó cũng rất là nhiều cây. Cây xấu, cây đẹp thì chọn làm sao mà lựa được những cái cây gỗ đẹp. Thì làm thứ nhất là nó sẽ rôi ra nhiều ván này. Cái thứ hai nữa là hoàn thiện nên được một chiếc thùng ong thì nó rất là đẹp. Còn về đến cái công đoạn xẻ ra và ngâm rồi vớt lên phơi khô đấy, bỏ ra máy và pha ra được những cái chi tiết như thế này. Thì đây là cái về cái đốc trước này các bác này. Cái đốc trước là chiều bản này của nó rơi vào khoảng độ tầm 21 phân rưỡi cho tới là 22 phân này. Còn về đây là những cái thành và cái đốc sau. Cái thành này thì là chiều cao nó tương đồng với cái đốc sau, nó là 27cm các bác nhé. Đấy. Hoàn thiện lên thì ở trong lòng nó rơi vào tầm khoảng là 42,5cm này. Còn rất nhiều công đoạn để hoàn thiện lên. Đấy, từ những cái lắp đây, ví dụ như là đây là cái đống lắp này các bạn. Đấy, lắp kia. Và để đóng như thế này. Đấy, đấy bây giờ là hoàn thiện xong, đấy pha ra máy rồi đóng hoàn thiện thành khung như thế này các bạn này. Đấy, hoàn thiện thành khung như thế này thì sau khi cắt bỏ những cái phần xấu này đi, đấy giữ lại cái phần đẹp ở bên đây. Đấy, và hoàn thiện nốt những cái phần chỉ và phần đáy. Thì đóng thì bên cơ sở em là đóng bằng đinh lăm các bác nhé. Đinh lăm đây các bác xem trực tiếp đóng đây. Đóng bằng đinh lăm như thế này thì nó chắc chắn này, đối với cái gỗ gạo mà có đinh lăm đóng thì nó mút gỗ. Đấy, khi đóng vào thì sau này về đến các bác sử dụng thì nó sẽ không bị nhả cái tấm gỗ của các bác ra. Đối với các bác nào mà mua phôi thùng ong thì các bác cũng có thể là tham khảo cái video này, cũng như cách đóng và cách chọn lựa đinh. Đấy, tất cả là đóng tổng cộng là từ 4 đến 5 cái đinh. Đấy, các bác đóng thì các bác kẻ đều một rạch như thế này thì khi các bác đóng thì cái đinh nó sẽ không tròi ra bên ngoài. Đấy, rất là chắc luôn. Đấy, khi hoàn thiện xong như thế này thì gỗ là hiện tại nó khô tầm khoảng 85% các bác nhé. Đấy, thì khi hoàn thiện xong thì bên cơ sở lại sẽ để như thế này. Đấy, để làm sao mà nó sẽ khô kiệt. Đấy, khô kiệt thì bên cơ sở mới làm gửi tới tay các bác. Đấy, còn về phía đằng sau đây là cái đốc sau này. Cái đốc sau đã được rạch cửa sổ như thế này. Đấy, rạch cửa sổ để đảm bảo khi các bác vận chuyển ong đi khai thác nguồn ở từ điểm này tới điểm khác, cũng như là các bác bán ong giống ấy, thì các bác mở cái cửa sổ ngách này ra. Đấy, con ong nó sẽ không bị ngạt ở bên trong. Còn về đây là quay cho các bác xem cái quy trình pha gỗ nhé. Đấy, quy trình pha gỗ đây. Đấy, quy trình pha gỗ thì nó rất là nhiều công đoạn các bác. Đấy, gửi tới tay các bác một chiếc thùng ong nó chỉ hơn 100.000 thôi, nhưng mà làm nó cũng mất rất là nhiều công. Đấy, đây là pha những cái chỉ này để bắt ở bên xung quanh. Còn đây là những cái này thì đã được cắt sẵn rồi. Cái máy thì đối với làm thủ công thì nó không như hàng kỹ, là chỉ sắm lấy từ 1 đến 2 con máy thôi. Thì một con máy cắt này, và cái thứ hai nữa là con máy cuốn để làm sao mà cho gỗ nó đều bằng nhau như thế này. Ví dụ làm cho các bác là tầm 1/7 chẳng hạn, đấy cũng khá là dày rồi thì nó là 1/7 như thế này các bác nhé. Đấy, rất là nhiều công đoạn mới hoàn thiện lên được một chiếc thủ công. Đấy, quay qua cho các bác. Đây là những cái đốc này thì đã được rạch đít rồi. Đấy, rạch đít. Và đây là cái đốc trước này. Cái đốc trước thì để đóng đằng trước như thế này. Đấy, các bác hình dung ra cách đóng thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cực kỳ là dễ các bạn. Đấy, các bác mua phôi thì mua phôi thùng thì giá cước của nó sẽ rẻ hơn. Đối với các bác mua cái thùng này thì giá cước nó rơi vào tầm khoảng 35 đến 40 nghìn một thùng. Cách đóng đơn giản. Đấy, một video ngắn thì quay qua cho các bác là cái quy trình hoàn thiện lên được một chiếc thùng ong nó nhiều công đoạn như thế nào. Nếu bác nào xem được cái video này cần cho mình cái chiếc thùng nuôi ong thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề ấy. Còn một video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.